Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Chờ đã, tha cho tôi đi, tôi không muốn. Mạc Phàm, cậu nhanh nghĩ cách đi, tôi không muốn làm tượng đá đâu. Đáng ghét. Ngưng Hoa Tà Châu vẫn chưa đầy, hệ ác ma cũng. Bá Hạ Chi Bội, lão rùa kia có bản lĩnh đấy. Lão Triệu, không, đến ngay cả sức mạnh của Bá Hạ cũng không chặn lại được sao? Chỉ đành phải liều thôi. Dẹp đi, thạch hóa không có tác dụng với ta đâu. Lần này không có nhân sơ và Pharaoh giúp người, ngươi còn dám ngông cuồng với ta sao? Nếu biết điều hãy giải trừ thạch hóa trên người của bọn họ, sau đó hãy mở cửa tiếp theo. Xem ra ngươi một lòng muốn chết. Thế thì đánh nhau đi. Nguy rồi, lực ác ma đang cạn kiệt. Cơ thể đã hết sức, hệ ác ma không chịu được bao lâu nữa rồi. Đánh nhanh thắng nhanh thôi. Ngoan ngoãn nghe lời, ta còn có thể để lại cho ngươi một con đường sống. Cứu sao? Sao cậu lại làm được vậy? Lại dọa cho đại quân chủ rút lui. Con rắn đó ban đầu đã được Mạc Phàm sờ qua rồi, lần này nhất định là biết sợ rồi. Cửa xuất hiện rồi, nhanh đi thôi. Mạc Phàm, cậu sao vậy? Không sao, không sao. Bây giờ chuyện rất nghiêm trọng, tôi không thể nào ác ma hóa nữa rồi. Vậy vừa nãy khi đối phó với... Biết trình tự mộ thất thì có tác dụng gì? Nếu như vậy, bốn cửa mê cung ngẫu nhiên sẽ không làm khó tôi nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những mộ thất của xác ướp mạnh kia. Có thể vượt qua sao?